quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất của hai chàng trai. Không biết có nhận được hai cuộc điện thoại của hai cô gái không nữa. Xin mời bạn. Rồi mời các cô gái ra luôn nè. Chúng ta xem tần số tình yêu của họ có bắt sóng cảm xúc được với nhau hay không. Cặp đầu tiên nè. Hoàng Tâm ơi, bạn hãy giơ điện thoại lên cho mọi người cùng thấy nhé. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Và kết quả là tần số ơi. Sao vậy? Em mệt quá. Em mệt hả Tâm? Xinh quá mệt. Xinh quá làm tim anh mệt. Tâm chính là người rất là ấn tượng với Ngọc Huyền ngay từ đầu rồi. Không có rồi, như vậy là không có tần số tình yêu rồi. Ồ, tại sao lại như vậy Ngọc Huyền? Từ ngay đó, những giây phút đầu tiên thì anh đã có cái cùng cái tần số đối với em. Nhưng mà em vẫn cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó chưa đủ để mình có thể bấm cái nút gọi tới. Nếu như thật sự có duyên thì không nhất thiết là mình sẽ cùng nhau nắm tay đi xuống ở trên này, mà chúng ta có thể tìm hiểu và cùng nhau nắm tay ở một cái khoảnh khắc nào đó nó thật tuyệt vời hơn. Bạn Hoàng Tâm, cảm xúc bây giờ của bạn như thế nào? Em hơi buồn ạ. Con muốn nghe một lời nói từ cô Sáu, mẹ của bạn Ngọc Huyền ạ. Cô thấy sao về cặp đôi này ạ? Nhan sắc thì cũng hoàn hảo đó. Là xứng đôi không ạ? À? Xứng đôi rồi, cái tâm, cái tính, cái nét cũng thấy là xứng đôi đó. Nhưng mà do cái duyên. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Dù cho mình không có chọn nhau thì mình cũng nên tặng nhau một cái chạm mặt chứ hả? Xin mời bạn. Mời Tâm. Trời ơi, dễ thương không? Lịch sự ghê không? Phan hiểu được cái cảm giác của Tâm rất là nhiều. Phải tốn khá nhiều thời gian để anh ấy có thể lấy lại cân bằng trong tâm lý của mình sau một cơn sang chấn về chuyện tình cảm. Mặc dù mình không có tình yêu, sẽ có một tình bạn trong tương lai sắp tới. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Tạm biệt cả hai. Không biết là cái cặp vừa rồi có gây cho Tâm Bảo một cái sự lo lắng không đây? Không hề nhẹ, quá lo. Mình giơ điện thoại cho mọi người cùng thấy thôi. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Và tần số tình yêu có xuất hiện hay không? Khi mà Tâm xuất hiện ấy thì đúng như dự đoán của anh là em rất là xinh. Ngay từ đầu bước vào em đã bật cái radar sau lưng em là nó dò trúng ô số 2 rồi, em không đổi. Có rồi! Yeah! Alo! Chúc mừng hai bạn! Chào Tâm! Chào anh! Anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ thì anh có một món quà nhỏ tặng em, đó là một câu hát. Tuy anh hát không hay nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ khiến em thấy vui. Dạ, em cảm ơn ạ. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bạn Trâm có thể bước lên tí xíu ạ. Anh có thể nắm tay em được không? Dạ được. Mình ôm nhẹ một cái thôi. Đây là rất vui khi mà được trao cái kỷ niệm chương này cho các cặp bắt được tần số với nhau. Mong rằng Tâm Bảo và Ngọc Trâm sẽ giữ mãi những khoảnh khắc này cho riêng mình nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị. Quý vị đừng quên đồng hành cùng với chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hoàng Rapper và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai bạn nữ đẹp như hai cái tên luôn, Ngọc Hân, Trà My. Xin mời. Em chào chị Việt Hương, chào anh Trương Thế Vinh và chào tất cả mọi người. Em tên là Trà My, năm nay em 20 tuổi, em là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.